chào các bạn, mình là Nguyễn Đức Mẫn. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn về cách trồng chuối bằng đầu và hai tay. Thì trong bài tập này, để chúng ta thực hiện tốt cái bài trồng chuối thì chúng ta cần phải tạo 3 điểm thăng bằng ở trên mặt sàn. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng hai bàn tay đặt xuống mặt sàn này, và điểm thứ ba đó là điểm đỉnh đầu, thì chúng ta chạm vào đây thì chúng ta làm sao sẽ tạo thành một cái hình tam giác cân. Đấy, điểm đầu đó là đỉnh chóp, và hai bàn tay thì chúng ta sẽ xòe rộng ra và nhấn xuống mặt sàn chắc. Đó, thì khi mà chúng ta chấm rồi, điểm thăng bằng tốt rồi, thì chúng ta đưa hai chân lên trên không, thì chúng ta cần phải sử dụng cái hệ thống cơ co. Nó hệ thống cơ co phía trước, thì là chúng ta sẽ khi nó cơ co lại để làm sao chúng ta có thể giữ được ở trên không là lâu nhất. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng tư thế đây, chúng ta sẽ bắt đầu bằng tư thế ngồi xổm, và chúng ta sẽ đặt hai đầu gối chúng ta lên hai bắp tay, và hai bàn tay chúng ta sẽ chống này. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ căng làm sao mà đầu hai bàn tay của chúng ta sẽ xòe rộng ra, các ngón tay thẳng phía trước. Đấy, đầu của chúng ta sẽ căng, nó là một cái đỉnh của hình tam giác cân. Đấy, từ từ chúng ta sẽ chống hai tay. Đấy, rồi từ từ chúng ta sẽ hạ đầu xuống. Rồi, hai gối của chúng ta đặt ở trên tay. Rồi, hai cả tay của chúng ta sẽ chạm tạo thành một đường thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hệ thống cơ co để từ từ giữ và đẩy chân lên, và lần đầu tiên chúng ta sẽ đưa chân phải lên. Đó, ok. Rồi từ từ chúng ta đưa người chậm chạp lên. Chúng ta hạ hai chân xuống, từ từ chúng ta quặn đầu, và chúng ta tư thế về tư thế nghỉ ngơi. Trong bài tập này thì các bạn cần phải chú ý cho mình, lưu ý cho mình, đó là cái điểm quan trọng nhất để thực hiện cái bài trồng chuối này, thì đó là phải tạo được điểm thăng bằng, đó là hình tam giác cân giữa hai bàn tay và đỉnh đầu, và sử dụng hệ thống cơ co phía trước, đó là cơ bụng và cơ chéo người để siết giữ trên không, để chúng ta có thể giữ được ở trên không là lâu nhất. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì bấm subscribe ủng hộ cho mình nhé. Mình là Nguyễn Đức Mẫn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.